Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu tiếp cho các em hai động tác của bài tập thể dục là động tác bụng và động tác toàn thân. Trước khi vào tập hai động tác này, chúng ta sẽ khởi động. Sau đây thầy sẽ thực hiện các động tác khởi động, các em thực hiện theo nhé. Bây giờ chúng ta vào động tác bụng. Từ tư thế đứng nghiêm, nhịp 1 các bạn bước chân trái sang ngang, rộng hơn vai, đồng thời đưa hai tay lên cao, mắt nhìn theo tay, lòng tay hướng vào nhau. Nhịp 2 từ từ gập thân người xuống, giữ hai chân thẳng, vỗ hai tay vào nhau, mắt nhìn theo tay. Nhịp 3 đứng thẳng người lên, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa, tay ngang vai. Nhịp 4 các bạn trở về tư thế cơ bản. Nhịp 5, 6, 7, 8 thực hiện giống như nhịp 1, 2, 4, nhưng các bạn bước chân phải sang ngang. Và bây giờ các bạn sẽ coi thầy thực hiện qua động tác. Động tác tiếp theo là động tác toàn thân. Các bạn nhìn hình trên đây, các bạn quan sát hình. Từ tư thế đứng nghiêm, nhịp 1 các bạn bước chân trái lên trước một bước, đồng thời khuỵu gối chân trái, chân phải phía sau thẳng, giữ thẳng cho thân thẳng, trọng tâm dồn về chân trước, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Nhịp 2 rút chân trái về, đồng thời gập thân, hai chân giữ thẳng không co gối, lòng bàn tay hướng vào hai mu bàn chân, mắt nhìn theo tay. Nhịp 3 các bạn đứng thẳng người lên, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa, tay ngang vai. Nhịp 4 trở về tư thế cơ bản. Nhịp 5, 6, 7, 8 thực hiện giống như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng các bạn đổi sang chân bên phải bước lên trước. Ở động tác này các bạn chú ý khi khuỵu gối thì chân sau phải thẳng, chân trước khuỵu gối, chân sau thẳng. Nhịp 2 thì khi gặp người thì chân thẳng, thẳng gối, không được co gối. Rồi sau đây các bạn sẽ nhìn thầy thực hiện động tác toàn thân. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi.
Trong hai động tác bụng và động tác toàn thân, ở nhà các em cố gắng tập luyện thật chăm chỉ và thật tốt các động tác của bài thể dục đã các em đã học. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em.